tiền chi phí vào trong học đường đó là tiền 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 bất động sản như tiền nhà cửa. Bởi vì các bạn thấy những cái khu mà đô thị mà nó phát triển lên đó, nó phát triển lên vài chục ngàn hộ dân, theo tôi cái này tôi phải coi thống kê là bao nhiêu cái số hộ dân thì chính phủ nó mới cất cái trường lên. Thì để tôi coi lại cái thống kê này, tất cả những gì tôi nói nó đều dựa trên cái thống kê, chứ không phải là tôi bịa đặt giống như một số những người mà ở bên nước Mỹ. Mỗi khi mà tôi chia sẻ về cái mặt trái của xã hội Mỹ thì họ đuổi tôi khỏi, bây giờ đi khỏi nước Mỹ đi, về Việt Nam ở đi đó. Cái đó là rất là ấu trĩ, tại vì tất cả những cái chuyện mà tôi nói nó dựa trên thông tin truyền thông của Mỹ, tôi không thể nào tự bịa đặt ra được. Tôi xem tin tức Mỹ và truyền thông của Mỹ và thống kê của Mỹ, và tôi chia sẻ lại cho anh chị em các bạn để chúng ta thấy về một cái mô hình xã hội Mỹ như thế nào, cái mặt trái của xã hội Mỹ như thế nào. Không phải là mình chê cái xã hội Mỹ để mình thấy được, bất cứ xã hội nào nó cũng có mặt trái của nó, không riêng gì ở Việt Nam, mà chính những thành phần chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, những thành phần mà Powell ô hợp đó, tụi nó sử dụng những cái mặt trái của xã hội Việt Nam để nó đánh vào những cái thị yếu, những cái tâm lý của những người mà họ bất mãn về một vấn đề gì đó trong xã hội Việt Nam. Giống như thằng Benny Trương và thằng Tân Thái, các bạn thấy hai thằng này nó rào thét lên, nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó xuyên tạc đất nước của mình, mà nó xúi những cái người nhẹ dạ cả tin. Chính vì vậy tôi muốn chia sẻ cho anh chị em các bạn thấy sự thật của nước Mỹ như nó như thế nào. Nó không phải như thằng Benny Trương và thằng Tân Thái hay Rosa Đào, mấy cái tụi mà chống phá trên tất cả những diễn đàn mạng, mà tụi nó ngày đêm đang tuyên truyền và tìm đủ mọi cách để đặng mà làm xáo trộn đời sống và cuộc sống ở Việt Nam. Cái điều này không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em các bạn là những người đang sống ở Mỹ, chúng ta cần phải lên tiếng để thức tỉnh những người dân. Chúng ta là những người sống ở một cái xứ sở văn minh, nhân bản và nhân văn. Chúng ta cần phải chia sẻ những cái nhân văn và nhân bản đó cho những người khác họ hiểu rằng về cái trên mạng này, sử dụng những cái mạng xã hội sử dụng những cái đồng tiền đô la để thao túng những người nhẹ dạ cả tin, đó là rất là sai trái. Người Mỹ họ không chấp nhận những điều đó. Các bạn xem những cái tin tức của Mỹ mà nó trung thực đó, người Mỹ họ bài trừ những cái điều đó. Cho nên có nhiều người tôi không hiểu tại sao mà họ lại cuồng Mỹ đến độ một cách rất là mê muội như vậy. Nếu mà bây giờ tôi mở tin tức lên mà các bạn mà nghe thì hiểu được, các bạn thì thấy rất là hay. Hàng ngày và hàng giờ, có thể nói là hàng phút và hàng giây, truyền thông Mỹ nó nói liên tục và cập nhật liên tục về những cái mô hình xã hội của Mỹ, về học đường, về những chính sách của chính phủ Mỹ, của chính quyền địa phương, của mỗi từng tiểu bang. Nó nói hàng ngày và hàng giờ, chứ không phải tôi bịa đặt. Chứ đừng có lấy cái chuyện mà khi tôi chia sẻ về những cái nan đề của xã hội Mỹ thì cái lại là lên án tôi và chờ bảo rằng là tôi phản bội nước Mỹ. Người Mỹ họ không có dạy tôi như vậy. Tôi không chẳng làm điều gì mà gọi là tổn hại đến an ninh quyền lợi của nước Mỹ cả. Tôi đang chia sẻ về một cái mô hình xã hội Mỹ cho những người dân Việt Nam trong nước hiểu rằng sự thật, nó mặt trái của nó còn rất là nhiều sự bất cập, mà người Mỹ họ đang tìm đủ mọi cách để đặng mà khắc phục những cái hậu quả, chứ không riêng gì chỉ ở Việt Nam mà những thành phần mà chống cộng cực đoan, những tên mà như Benny Trương, Tân Thái đều lên đó kêu rào hô hào sử dụng mạng Facebook truyền thông để đặng mà mị dân. Cho nên gần đây các bạn thấy tụi nó tìm đủ mọi cách để đặng mà làm sao để đánh sập cái Facebook của tôi. Cái nó đánh rất là mạnh trong những ngày vừa qua. Rất là phải nói rất là vui. Tôi thấy rất là buồn cười. Cái lũ mà chống cộng cực đoan bên Mỹ rất là ô hợp. Tụi nó không bao giờ dám chấp nhận những sự thật. Khi mà bị
những người mà yêu nước chứ, ở hải ngoại người ta vạch mặt thì tụi nó rất là cay cú, rất là cay cú. Nó inbox, nó hăm dọa mày ở đâu vậy. Tôi thấy rất là buồn cười. Mỗi khi mà nó hăm dọa tôi thấy nó cười, nó làm như nước Mỹ này của ông nội cha nó để lại vậy. Nó làm như nước Mỹ là không có pháp luật vậy, mà trong khi đó nó quay về Việt Nam thì nó đổ thừa cộng sản Việt Nam ác với dân, hèn giặt đủ mọi thứ đó. Trong khi cái xã hội Mỹ tụi nó bị cái gì á, tôi thấy tụi nó càng lúc tôi thấy tụi nó bị cái gì đó, rất là tức cười lắm. Nếu lâu chờ anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa nha, thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em có gì các bạn về vấn đề mà mô hình trường học đồ học sinh ở Mỹ như vậy. Mua đây là mua tủ trường bên Mỹ. Tại tôi có xem một cái video clip của có một anh bạn inbox cho tôi gửi hỏi tôi về vấn đề mà học hành bên Mỹ như thế nào, mà thấy cái cô này cổ like mà cổ ca ngợi, tôi cũng vào đi xem, tôi thấy cổ ca ngợi nó rất là quan tưởng. Trong khi đó cổ đang cho con cổ học ở phổ thông cơ sở, gọi là tôi cổ không có nó học lớp mấy, mà tôi thấy lớp chắc lớp 1, lớp 2 gì vậy, thằng bé còn nhỏ lắm đấy, mà cổ phe là con cổ mới học ở phổ thông cơ sở mà cổ lại chia sẻ nói về vấn đề mà đại học ở bên Mỹ. Tôi thấy nó không có thực tế và nó không có chính xác. Một cái ở bên Mỹ á, nếu mà nói về cổ chia sẻ cô này, cô nói là lên tới đại học bên Mỹ là không có thi vào, muốn học là học, mà cái đó là hoàn toàn sai. Nếu mà nói về đại học Mỹ thì các bạn nên nhớ là university nó gọi là đại học, còn nói về mà học mà không có thi á, thì phải vào trong college, là cao đẳng sư phạm, rồi nó dành cho những đứa mà gọi là học yếu kém. Vào đó cứ là nó thi một cái, nó vô đó nó cũng thi để đặng người ta biết tại sắp lớp cho nó, và nó học nó chỉ đào tạo 2 năm là BSAA degree thôi, baccalaureate degree, những cái ngành mà nó chỉ ở 2 năm thôi. Còn vào trong university á, anh phải thi đủ điểm anh mới vào được, chứ không anh không có nói là anh nói ở Mỹ là không có thi vào đại học, không có thi, anh mà thi mà không đủ điểm anh không, trường đại học nó không có nhận anh. Mà rồi còn không đó thì anh phải đi học mấy cái trường gọi là trường tư. Mấy cái trường tư này đó, nó người hàng nào có tiền mượn tiền được là nó nhận à. Nó cũng là trường đại học. Nhưng mà không phải trường nào nó cũng nhận, tại vì mấy thằng này mục đích của nó là nó kinh doanh mà. Đây à, nó kinh doanh mà, nó vô đó nó đào tạo ngành nghề gì nó cũng đào tạo chứ, nó cũng gọi là đại học tư, nhưng mà miễn sao có tiền là vô học à. Bởi vì các bạn nhiều khi nghe nói là con tôi qua Mỹ học bác sĩ, học dược sĩ. Hay nhưng mà hồi đó tôi học, anh học, con của anh học có trường nào? Trường nào? Ở Mỹ đó khi mà cái đứa mà học sinh mà ra trường vậy, cái nó viết cái resume, nó phải biết, nó viết cái resume thì nó phải cho biết là nó học trường nào. Các bạn biết cái trường mà nổi tiếng học ra, cái tiền lương nó vẫn khác. Đi kiếm việc nó vẫn khác. Với cái người học cái trường mà không có tên tuổi mà học cái trường như tôi nói là cái trường mà hỗn hợp như vậy đó, tại vì mấy cái này nó chỉ biết lấy tiền làm sao mà nó mày mượn được nợ vô mày học rớt cũng kệ mày. Ra mày có cái bằng thì bằng rớt, như bằng F, bằng Y, bằng C, bằng D, mấy bằng nó coi như là dục rồi. Học nhiều khi ra không có được làm trong cái lĩnh vực đó, nhưng mình làm ở cái công việc nó chỉ gọi là ghi lấy, có nghĩa là ví dụ như tôi nói cái người đi học bác sĩ mà không có ra làm được bác sĩ, họ chỉ làm phụ tá về vấn đề mà giống như là nurse, y tá thôi, hay là một cái công việc gì đó, tại vì cái chuyên môn và cái ngành nghề của họ nó không có chuẩn, nó không có professional, nó không có chuyên môn hơn. Còn cái trường mà về đào tạo về bác sĩ hay là dược sĩ hay là kỹ sư mà ngành nghề mà người ta có chuyên môn đó, người ta học bài bản, người ta ra, người ta đạt được những cái điểm cao,
các bạn biết những đứa mà học giỏi vậy đó, mà nó đọc năm gọi là năm thứ thứ ba là những cái công ty, những cái xí nghiệp, những cái nơi mà văn phòng đồ đó là nó đã để ý, nó đã hồi nói chung là hồi ở ở trung học nó đã để ý mấy đứa đó rồi, là nó đã cho học bổng rồi, nó cấp học bổng rồi, nó cấp học bổng là lên đại học, là nó đi học là nó được nuôi rồi. Còn những đứa mà học mà dở phải mượn vay nợ, vay nợ. Nói như vậy thì nó có nhiều cái khía cạnh giống như bác sĩ, tại vì nó học nó chỉ cho có cho học bổng trong vòng bao nhiêu năm thôi. Nếu mà mình học hơn nữa thì mình phải tự vay nợ, vay nợ về mình học. Nhưng mà có nhiều đứa nó khôn, nó giỏi á, khi nó học ra cái bằng cấp rồi á, nó giỏi đó, nó đi làm. Nó làm cho hãng xưởng công ty đó, thì khi nó vào hãng xưởng công ty đó thì nó được công ty đại thọ. Ví dụ như nó muốn học lên nữa, nó vừa học mà nó vừa làm. Đấy, công ty bao giờ nó cũng khuyến khích. Có thể nó lấy lên bằng thạc sĩ, tiến sĩ, doctorate hay là master degree hay là doctorate. Thạc sĩ, tiến sĩ. Các bạn thấy vấn đề học hành bên Mỹ nó rất là đa dạng. Còn những người như Việt Nam, tôi thấy những cái clip một cái người phụ nữ này quay đó, nó không có thực tế, nó hoàn toàn ảo tưởng. Con mình mới đưa vô chung ở cái lớp mà gọi là phổ thông cơ sở thôi, chứ trường học bắt đầu quay vòng khoe ở trường bên Mỹ được như thế này thế này. Vấn đề bên Mỹ, vấn đề trường, vấn đề học hành nó luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Mà con cái mà mình sanh đẻ ra mà mình không cho nó đến trường học á, hay là mình không có cho nó học hành bằng trường công hay trường tư đó, mình sẽ, cha mẹ sẽ bị cảnh sát chính phủ nó xuống nó làm việc, chính phủ quyền địa phương nó xuống làm việc chứ không phải là giỡn đâu. Mình sanh ra con nhưng mà con của mình á là nó thuộc về chính phủ quản lý. Anh mà đụng vô con anh chửi nó hay anh đánh bập tay nó, chỉ cần mà có một cái dấu thôi nó đi học là tiêu mạng anh, là anh tiêu mạng, là coi như là anh hơi bị mệt á. Chào anh Danny, chào anh Tư, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Hôm nay tôi muốn chia sẻ để anh chị em các bạn thấy về vấn đề mô hình Mỹ. Mỹ nó là một cái quốc gia nó không có giống ai hết, tại vì nó là một quốc gia hiệp chủng quốc, nó là một hiệp chủng quốc, nó kết hợp hơn 180 quốc gia, mọi nền văn hóa vào trong đó. Cho nên các bạn biết nó cũng phải điên đầu, nó cũng phải suy nghĩ đủ mọi cách để làm sao cho nó phù hợp với mọi sắc dân. Chứ không phải giống như những người mà qua được Mỹ rồi giống như cứ là nổ banh chành. Quay những cái khước phim về bắt đầu chê bai Việt Nam. Học hành ở Việt Nam nó khác, đào tạo ở Việt Nam nó khác. Ở Việt Nam người ta đào tạo, người ta học hành. Cũng có những đứa trẻ đó bây giờ nó cũng rất là giỏi chứ không phải là không. Còn ở Mỹ đào tạo nó hiện nói chung ở Mỹ nó cũng vậy, nó cũng có những cái khác của nó, học hành lên đại học đồ cũng vậy. Chứ không phải giống như cái những người mà qua Mỹ thì lúc nào nói ô con tôi đi học ở bên Mỹ thì được phi, không tốn gì hết. Mà trong khi đó cái clip cái người phụ nữ này nói là phải trả tiền ăn, cái tiền này tiền nọ. Rồi sách vở là phi, không có mấy cái đó là không có cho không được. Không mà phải có những người khác đóng vào cho anh. Anh đi học những cái trường mà gọi là trường công cộng, chính phủ nó lấy thế của dân bạc mạng. Nghĩ đi, chính phủ liên bang nó lấy thế lợi tức của người dân từ 19% cho tới 39%. Đấy. Thì các bạn nghĩ đi, hơn 300 triệu dân Mỹ, những người mà đi làm lao động bên Mỹ họ cung vào trong cái thị trường cái quốc gia Mỹ một số tiền, một cái tài khoản rất là lớn. Bởi vì tại sao chính quyền Mỹ người ta có đủ cái ngân sách để đặng mà họ tài trợ về phúc lợi xã hội? Cũng chính vì những cái lẽ đó nhiều người di dân họ tới Mỹ đó, họ lạm dụng, các bạn biết họ sống họ lạm dụng về những cái phúc lợi xã hội Mỹ, khiến cho nước Mỹ điêu đứng, khiến cho ngay cả ông Trump ông nhìn thấy được điều này. Ông này ông rất là hay, ông là dân làm business, ông là dân một thương gia, cho nên ông phản đối vấn đề mà phúc lợi xã hội bị lạm dụng. Ông tìm cách để đặng ông sửa lại. Nó đã rất là messy trong những cái đời ông tổng thống trước, nhất là đời ông Obama.
thao túng quá nhiều cho những cái giới mà trung lưu, những cái giới mà dân mà low income nó lợi dụng để đặng mà nó trục lợi trong cái phúc lợi xã hội của Mỹ, làm cho nước Mỹ trở thành những gánh nặng. Cho nên các bạn thấy gần đây ông Trump ông đánh vào những cái gọi là di dân lậu và những người mà di dân, mà những người ngay cả những nhóm di dân mà lợi dụng cái phúc lợi xã hội Mỹ, những thành phần mà gọi là ăn bám xã hội Mỹ đó, ông tìm cách ông quýnh, ông tìm cách ông sửa lại cho nó đúng hơn. Cho nên ông kêu gọi người dân Mỹ hiện nay hãy cố gắng mà kiên nhẫn những cái chính sách ông đang sửa sai. Cho nên cái nhóm mà hiện nay nó gọi là liberal, cái nhóm mà gọi là bên mà nó chống ổng đó, cái tụi này nó không thích ổng bài trừ những cái phúc lợi xã hội, bài trừ những cái mà nó làm, những cái phúc lợi mà nó làm cho những cái giới mà ù lì ngồi ăn đó, nó bài trừ ổng. Thật sự ra theo cái sự suy nghĩ của tôi mà tôi nhìn thấy đó, dân Mỹ họ ủng hộ ông Trump rất là nhiều, nhưng mà tiếng, tại vì họ lên tiếng cái nhóm mà liberal, cái nhóm mà gọi là họ chống ổng á, các bạn biết á, nó cực đoan gần như na ná vậy. Các bạn thấy ngay cả những người mà ủng hộ ông Trump đó, họ thầm lặng mà nhiều khi họ đi ra đường đó, họ bị những cái nhóm liberal á, tụi nó tẩy chay và tụi nó đánh nữa. Ngay cái bà sướng ngôn viên của ông Trump, các bạn thấy đi vô ăn nhà hàng bị tụi nó tẩy chay, mà khi bị tẩy chay về là dân Mỹ nó lên tiếng, nó im lặng, nhưng mà khi nó lên tiếng rồi cái nhà hàng đó cũng bị người ta tẩy chay lại, và cái thằng mà chủ nhà hàng đó phải gọi là phải đóng cửa, gần như là phải như vậy, phải giống như nó bị người ta lên án. Cái đó là nó không có văn minh. Gần đây nói chung nước Mỹ nó rất là messy, theo tôi thấy là như vậy. Thành ra tôi sẽ chia sẻ với anh chị em các bạn về vấn đề mà những cái mô hình xã hội nó dựa trên những cái căn cứ truyền thông của Mỹ, chứ tôi không có cách nào mà tôi bịa đặt ra được. Tôi sẽ cố gắng tôi tìm hiểu và tôi về những cái mô hình xã hội Mỹ và những cái thống kê chính xác và thực tế nhất để chia sẻ với anh chị em các bạn trong nước, để mình hiểu rõ được hơn, để mình vững vàng hơn, là để mình biết về cái mô hình xã hội Mỹ như thế nào, và mình không bị những thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó xuyên tạc, nó lôi cuốn và nó đẩy các bạn vào trong những cái lao lý rất là không có đáng. Những cái đồng tiền đô của tụi nó gửi Việt Nam, nó thao túng, mà các bạn nghĩ rằng có thể làm thay đổi đất nước Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là một sự rất là vô lý. Nó vô lý. Các bạn muốn thay đổi cái đất nước Việt Nam, trước hết các bạn phải là người hiểu biết, phải học, phải chịu khó, phải nhẫn nại. Như tôi thường hay nói, phải học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy: học tập tốt, lao động tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, vân 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 vân. Nếu các bạn học, các bạn áp dụng, các bạn hiểu được chân lý của cuộc sống như thế nào, thì cái đất nước Việt Nam ngày một sẽ giàu mạnh và tốt hơn, và cái bộ máy chính phủ của mình sẽ được tốt hơn. Tại chính phủ từ dân mà ra, mình là người tốt thì một cái chính quyền nó mới tốt. Mà mình mà người dân mà mình không tốt thì mình đừng hỏi chính quyền phải làm tốt cho mình. Đó. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà bạn hãy hỏi rằng bạn đã làm gì cho tổ quốc. Đó là cái câu nói của ông John F. Kennedy. Tôi xin mượn câu nói đó. Câu nói rất là hay. Cứ ngồi đó trông chờ chính phủ làm cái này cho tôi, làm cái gì cho tôi, muôn đời những kẻ đó không bao giờ khá nổi. Ngồi ở bên đây thì trông ở bên kia. Cứ ngồi đó cái chất lưỡi giống như con thằng lằn nghe, cái chất tiếc. Cái tiếc núi. Cả đời không bao giờ khá rồi. Muôn đời vẫn là những kẻ không ra gì hết. Các bạn thấy những thành phần chống cộng cực đoan ở bên Mỹ,
toàn là một cái đội quân ô hợp, toàn là một cái đám gọi là lao nô, chẳng ra cái ôn gì hết trơn á, không ra cái ôn gì hết. 10 thằng hết, 10 thằng, toàn là một cái quân ô hợp. Mấy thằng ba que vô đây cũng vậy, chửi ra rã ra rã, mày ở đâu vậy Lợi Minh, trọng thức Lợi Minh, đã đảo Lợi Minh, Lợi Minh về Việt Nam ở đi Lợi Minh, mày ở đâu vậy? Ok thôi, chào anh chị các bạn nha, đi chợ một chút.